Cú sốc lớn nhất trong ngày thi đấu hôm qua đến trong cặp đấu giữa Andriy Rublev và Daniel Altmaier. Dù đang đạt phong độ cao sau chức vô địch tại Thụy Điển vào tuần trước, đồng thời được xếp hạng hạt giống số 2, tuy nhiên Rublev không thể hiện được đẳng cấp trước một Altmaier nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các khán giả nhà. Tay vợt 24 tuổi người Đức giành chiến thắng chỉ sau 2 set với cùng tỷ số 6-2 để rồi qua đó trở thành đại diện đầu tiên của nước chủ nhà ghi tên mình vào vòng tứ kết. Niềm vui của người Đức đã có thể được nhân đôi nếu như họ chứng kiến thêm một tay vợt chủ nhà là Yannick Hafman giành quyền đi tiếp trước đối thủ Trương Chí Trân của Trung Quốc. Viễn cảnh này suýt chút nữa xảy ra khi Hafman nhanh chóng vượt lên trong set đầu tiên với tỷ số 6-4. Tuy nhiên, việc liên tiếp mắc lỗi ở các thời điểm quan trọng khiến Hafman để Trương Chí Trân thực hiện cú lội ngược dòng khó tin. Đại diện của châu Á giành chiến thắng ở cả hai set sau đó với các tỷ số 6-1 và 6-4, qua đó ghi tên mình vào tứ kết để đối đầu với Daniel Altmaier. Một cuộc lội ngược dòng cảm xúc khác diễn ra trong cặp đấu giữa hạt giống số 1 Casper Ruud và tay vợt người Chile Cristian Garin. Đại diện Nam Mỹ xếp hạng 125 thế giới đã làm sững sờ người hâm mộ khi đánh bại Ruud với tỷ số rất cách biệt là 6-1 trong set đầu tiên. Tuy nhiên, sự hưng phấn này đã không được Garin duy trì tới hết trận. Ruud nhanh chóng lấy lại cảm giác và không gặp khó khăn để giành chiến thắng trong hai set sau đó với cùng tỷ số 6-2. Vượt qua Garin sau 3 set, Casper Ruud ghi tên mình vào vòng 8 tay vợt mạnh nhất. Đối thủ của hạt giống số 1 Casper Ruud sẽ là một hiện tượng của giải đấu năm nay, đó là Arthur Fils. Dù là người mất break point trước trong cả hai set của trận đấu, nhưng tay vợt người Pháp đều xuất sắc ngược dòng và qua đó giành chiến thắng với cùng tỷ số 7-5 trước Dusan Lajovic. Đây mới chỉ là lần đầu tiên Arthur Fils lọt vào vòng tứ kết của một giải đấu thuộc hệ thống ATP 500, dù anh đang nằm trong top 70 thế giới. Diễn biến còn lại của ngày thi đấu hôm qua tiếp tục là cuộc lội ngược dòng của một tay vợt hạt giống. Dù chỉ phải gặp một Joseph Kovalic đang nằm ngoài top 170 thế giới, nhưng hạt giống số 3 Lorenzo Musetti bất ngờ chịu các vợt trong set 1 với tỷ số 3-6. Tuy nhiên, cũng giống như Casper Ruud, Musetti đã nhanh chóng tìm lại cảm giác trên mặt sân sở trường. Tay vợt người Italia dễ dàng giành chiến thắng trong 2 set sau đó, để rồi có được chiến thắng chung cuộc sau 3 set, trở thành cái tên cuối cùng lọt vào vòng tứ kết.